Các bạn đến với xưởng lo Thanh Cao. Hôm nay là bây giờ là 9 giờ tối nên các bạn. Giờ khách còn gọi mua lo. Đó, các bạn thấy đường tối thui là biết rồi. Gọi mua lo thì bây giờ mình đang chạy gần tới nhà khách rồi. Để giao cái lo để cho khách hát trong đêm nay luôn. Thì các bạn cũng biết âm nhạc là món ăn tinh thần không thể nào thiếu trong cuộc sống của người Việt của chúng ta ha. Khi mà đam mê âm nhạc thì phải bằng mọi giá phải mua cho bằng được để thỏa sức đam mê. Đó, mình cũng biết cái bà con là vậy nên mình cũng ráng tranh thủ để giao được cái lo để đến cho khách hàng của mình, để khách hàng của mình tận hưởng những cái âm thanh mà gọi là khách hàng thích nhất ha. Đây trên đường đi để nhà khách, đây là đường nông thôn mới ha, đường đan. Mình nãy giờ chạy cũng xa lắm mới tới được đường này. Thường mình chạy là mấy cái đường lớn, xong mới tới đường nhỏ là mới vô nhà của khách của mình. Các bạn có đam mê nhu cầu về mua lo thì gọi lúc nào mình cũng giao hết á. Miễn mình sắp xếp được công việc là mình sẽ giao cho các anh chị, các bạn để hát hò rồi cho vui. Đấy, khu này thấy các bạn thấy đường nông thôn mới mà làm lộ quá đẹp ha. Này đá xanh nhớ chưa trải nhựa nhưng mà đường rất là đẹp. Cũng ráng tranh thủ để mình đi giao cái lo cho khách để cho khách chơi hôm nay. Họ tới nghe các bạn, tới chỗ rồi đó. Nhà chuẩn bị là tới bốn bàn để chuẩn bị đem cái lo mới về hát đó nha. Tối thui luôn là mà cũng phải ráng tranh thủ để giao cho khách hàng. Cái thằng nhỏ nó cụp cái lưng khiêu phụ nó. Trời ơi. Rồi ông nội này sao mà bỏ xuống được? Quá mẹ. Tháo ra khui luôn. Khui ra luôn. Đẩy vô trong đừng cho ánh sáng đồ đầy đủ. Đẩy vô trong đừng cho ánh sáng đầy đủ. Các bạn thấy ban đêm mà cũng phải giao luôn không? Ủa đám gì mà thấy bàn ghế đồ nhiều vậy? Hay là mua cái lo là đem bàn ghế ra cho em hả? Ăn mừng cái lo hả? Đâu ăn mừng cái lo mà đem bàn ghế ra quá trời luôn. Rồi mở nhạc lên. Bây giờ lấy dây điện đi cắm vô sạc luôn, vừa sạc vừa hát luôn đi. Bữa nay tiệc vậy? Đâu tiệc gì đâu hả? Tại mua lo về tập tập hợp vậy là cho vui hả? Hả? Có đá chưa? Hả? Thì để xe bảy tâm hỏi có đá chưa kìa. Thử đi cho nhẹ ca gì đó, không còn đem chỉnh để muốn về cái rồi cái điện thoại của ai về lát rồi sách đưa vô kết nối điện thoại vô nhà luôn đi. Kết nối điện thoại vô nhà luôn đi. Chủ nhà cho mượn cái điện thoại đi. Chủ nhà cho mượn cái điện thoại luôn đi. Quá trời luôn, mua có cái lo mà hình như là cỡ 20 thành viên. Đây là mình đang hướng dẫn để khách hàng mình để sử dụng cái lo nha các bạn. Cái máy này qua chơi không ạ? Quay YouTuber. Quay lên YouTuber. Mình chúc con hát đi, chú đưa con lên YouTube. Ê, nó dưới 7 tuổi đâu được lên. Không được, được hết à.
Được hết rồi. Đừng có, đừng có cần đưa vú thôi. Lớn lên. Quá dữ. Quá dữ. DJ Champ Battle Mix activated. Sao xỉu vậy trời? Bệnh hả? Ờ, chứ không phải mở nhạc hả? Ờ, trời tội nghiệp vậy trời. Rồi vô vô vô. Rồi rồi mở lớn lên được rồi. Mix activated. Mix activated. Kỷ niệm càng thương bao.
đôi môi đầy vừa sông, thương đôi mắt giàu giàu sâu, thương ông xuống gió mép nghe tôi trăng tròn. Alo, alo. Lúc này lúc em còn ở Tân Tây không em? Mai lúc này sao rồi em? Vẫn tốt bên này nhưng mà không có giá. Ráng chăm sóc đi, 10 năm nữa mình thành đại gia hân ơi. Đi xích qua đây nè, tao quay mới thấy hình. Ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười để anh thấy lòng thương. Giờ tên đơn phương như là mây khói, thì đã xa rồi mỗi đứa một nơi. Thả buồn mến mong phu mang nỗi nhớ, em ở quê nhà vẫn chờ người phương xa. Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, thương anh thật thà mà không dám thiệt không trời. Vậy là em yêu, yêu anh từ lâu. Bên em đời mượn em cuốn bay cao. Mình cùng ngân nga tầm ca bài bình tiên. Anh hát sai lời, em cười biết bao, lòng nghe xuyên sao. Em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa rồi mà lòng anh thấy đầy vơi. Này người thương ơi, mai xa rồi duyên anh ơi, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Thanh à, em lúc này em khỏe không? Không, không, không. Khỏe à. Em còn sống ở Tân Tây hả? Khỏe còn à. Hôm nay dạ qua dạo lợi mà không thấy gặp Thanh ở đâu hết. Biết anh yêu em sẽ đời sẽ chờ, dù cho đông tàn xuân có đi qua. Hà buồn lớn vẫn chờ người phương xa. Vì thời gian qua em cũng thương đậm đà, thương anh thật thà mà không dám nói ra. Vậy là em yêu, yêu em từ lâu. Cùng ngân nga tầm ca bài bình tiên. Anh hát sai lời, em cười biết bao, nghe tiếng sao. Tình đầu em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa bờ mà lòng lưu luyến đầy vơi. Chớ quên ân tình,
Xin ai hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Hơn kỷ niệm chưa quên ân tình, đêm nay hai đứa mình, hai đứa mình yêu nhau. Và xin cảm ơn quý khán giả vừa